Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy có nhiều đám đông dân chúng đứng chung quanh, đến nỗi chen đạp lẫn nhau. Nên Chúa Giêsu bắt đầu dạy các môn đệ trước tiên rằng: các con hãy ý tứ giữ mình khỏi men biệt phái, nghĩa là sự giả hình. Không có gì che đậy mà không bị tiết lộ ra, và không có gì giấu kín mà chẳng biết được. Vì thế những điều các con nói trong nơi tối tăm sẽ được nói ra nơi sáng sủa, và điều các con nói rỉ tai trong buồng kín sẽ được rao giảng trên mái nhà. Thầy bảo các con là những bạn hữu của Thầy rằng: các con đừng sợ. Những kẻ giết được thân xác rồi sau đó không thể làm gì được hơn nữa. Thầy sẽ chỉ cho các con biết phải sợ ai. Hãy sợ Đấng sau khi đã giết chết còn có quyền ném vào địa ngục. Phải, Thầy bảo các con hãy sợ Đấng ấy. Chớ thì năm con chim sẻ không bán được 2 đồng tiền sao? Thế mà không con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. Hơn nữa, mọi sợi tóc trên đầu của các con cũng đã được đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ, các con còn quan trọng hơn nhiều con chim sẻ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, sau khi đã nói những lời khiển trách về lối sống giả hình dành cho các luật sĩ và biệt phái mà chúng ta đã có dịp nghe lại trong những bài phúc âm của 2 ngày vừa qua, ngày hôm qua và ngày hôm kia, thì hôm nay trong bài phúc âm này, Chúa Giêsu muốn nói riêng với các môn đệ của mình: các con hãy ý tứ giữ mình khỏi men biệt phái, nghĩa là sự giả hình. Nói khác đi là Chúa Giêsu rất mong muốn cho các anh em môn đệ của mình, sau khi đã chứng kiến, sau khi đã lắng nghe được những lời góp ý thật là gay gắt về thái độ giả hình của các luật sĩ và biệt phái, thì hãy kiểm soát lại, hãy rà soát lại cuộc sống của mình. Nhất định phải rà soát, cố gắng đừng để cho mình bị lây nhiễm bởi lối sống tiêu cực ấy. Vì lối sống tiêu cực ấy sẽ đi ngược lại với giáo lý về nước trời. Và nhất là lối sống tiêu cực ấy sẽ không phù hợp với đời sống của những người sẽ mang tin mừng nước trời đi rao giảng cho người khác. Từ những lời khuyên dạy này, con xin được chia sẻ 2 điều. Điều thứ nhất, sống giả hình, một lối sống không bao giờ có hạnh phúc. Trong phúc âm, khi nhắc đến 2 chữ giả hình, đa phần là nhắc đến một lối sống đầy tiêu cực của một số đông các thành phần lãnh đạo tôn giáo lúc bấy giờ. Chẳng biết mọi người có cảm thấy khó chịu hay là ngại ngùng mỗi khi phải đọc lại những lời phê bình, những lời lên án thật gay gắt của Chúa Giêsu dành cho các luật sĩ và biệt phái là những người luôn thể hiện một lối sống tiêu cực ấy hay không? Cá nhân con thì nghĩ như thế này. Sở dĩ Chúa Giêsu đã phải dùng đến những cái hình ảnh rất là nặng nề để so sánh, dùng đến những từ ngữ rất là gay gắt
để lên án, là bởi vì Chúa Giêsu rất mong muốn cho những con người này phải nhận ra được rằng đó là một lối sống đầy tiêu cực, khoác trên mình một lối sống giả tạo như thế, không có lợi ích gì cả. Trong cái nhìn của những người chung quanh, bạn không khác gì một người đang diễn tuồng, mà cái vai diễn ấy càng ngày càng làm cho uy tín và danh dự của bạn bị tổn thương trong cuộc sống mà thôi, bị mai một trong cuộc sống của bạn. Mặt khác, trong cái nhìn của tôn giáo thì lối sống ấy nó sẽ đi ngược lại với giáo lý. Lối sống ấy nó sẽ không phù hợp với những thực hành của đức tin. Riêng trong giáo huấn của Chúa Giêsu thì rất rõ ràng và dứt khoát. Nước trời sẽ không bao giờ có chỗ cho những người sống giả hình. Thưa anh chị em, nếu nhìn trong cách hiểu sống giả hình là lời nói và việc làm không trùng khớp với nhau, thì con nghĩ rằng chúng ta đây cũng là những người đang bị lây nhiễm và rất dễ bị lây nhiễm lối sống ấy. Có lẽ vì thế mà Chúa Giêsu đã dùng cái kiểu nói men biệt phái để diễn tả. Bởi vì trong kinh nghiệm của cuộc sống thường ngày, men là một chất xúc tác rất mạnh. Nó luôn tác động đến những thứ chung quanh nó mà không có chiều ngược lại. Liều thuốc đặc trị cho căn bệnh sống giả hình này, con nghĩ không gì khác hơn nữa, không gì hiệu quả hơn nữa, đó chính là sự chân thành. Chân thành với Chúa và chân thành với nhau. Đó cũng là con đường nên thánh của thánh nữ Teresa Giêsu mà chúng ta kính nhớ hôm nay. Điều thứ hai, Thiên Chúa là chỗ dựa vững chắc cho chúng ta. Song song với những lời nhắc nhở cho các môn đệ về việc cần phải tránh xa lối sống giả hình, thì Chúa Giêsu muốn các môn đệ của mình phải nhận ra rằng trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta, chúng ta còn có một chỗ dựa vững chắc và an toàn nhất. Đó chính là lòng thương xót của Thiên Chúa. Thầy bảo thật các con là những bạn hữu của Thầy rằng các con đừng sợ. Rất hiếm khi trong Phúc Âm chúng ta thấy Chúa Giêsu gọi các môn đệ của mình là bạn hữu. Một khi đã hạ cái mối liên hệ thầy trò xuống thành nghĩa thiết bạn bè, con nghĩ là Chúa Giêsu muốn gửi gắm vào đó một điều quan trọng và đáng nhớ. Đó chính là trong cuộc đời này có thể các bạn sẽ gặp phải rất nhiều điều lo sợ. Các bạn phải đối diện với rất nhiều nỗi lo sợ. Nhưng mà nếu có phải sợ thật sự, thì các bạn hãy sợ đấng mà có thể ném cả xác lẫn hồn của các bạn vào trong quả ngục. Đấng ấy không ai khác hơn chính là Thiên Chúa quyền năng
và giàu lòng thương xót được mô tả trong bài phúc âm hôm nay là một con chim sẻ vô tình cũng không bị bỏ rơi, một sợi tóc trên đầu rơi xuống cũng Ngài cũng đều biết rõ. Thưa anh chị em, những lời này thật đáng được nhắc lại trong bối cảnh mà tất cả chúng ta đang phải đối diện với nỗi sợ hãi và lo lắng thật lớn. Tại sao chúng ta phải lo lắng? Tại sao chúng ta phải sợ hãi trước cơn dịch bệnh? Thưa, là bởi vì chúng ta không đủ năng lực để hóa giải nó. Ý thức về điều này cùng lúc với tất cả các biện pháp được đưa ra để ngăn ngừa theo những khuyến cáo chung cho mọi người, thì Hội đồng Giám mục Việt Nam, như chúng ta đã nghe thông báo hồi đầu lễ đấy, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã kêu gọi tất cả con cái của mình nài xin một cách đặc biệt lòng thương xót của Chúa trong thánh lễ vào ngày Chủ nhật tới đây, ngày 17 tháng 10 năm 2021. Đồng thời, 5 ngày sau đó nữa là ngày thứ Sáu, 22 tháng 10, một lần nữa toàn thể người Công giáo trên đất nước Việt Nam này sẽ biểu lộ lòng khát khao mãnh liệt hơn nữa, cầu xin Chúa sớm chấm dứt cơn đại dịch này bằng một ngày chai lòng kiên thịt. Hãy hứa với nhau một lời hứa: chúng ta sẽ gặp nhau đầy đủ và thật đầy đủ trong lời cầu nguyện và trong chai lòng kiên thịt vào hai ngày đặc biệt sắp tới. Xin Chúa sớm ban bình an cho chúng ta. Xin Chúa sớm ban bình an cho quê hương đất nước chúng ta.